Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 16 tháng 11 2018. Và trên màn hình quý vị là bức tranh thuận buồm xuôi gió, cao 1m07 và dài 2m17 bằng gỗ hương, ván là dày 3 vân. Cái này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng bác ở Vĩnh Phúc. Bác đặt cách đây chừng 1 tháng rồi. Và lần này chúng tôi đang làm ra được 2 tấm. Thì tấm này sẽ sắp chuyển đi Vĩnh Phúc. Nội dung của nó là bức tranh nhanh thuận buồm. Cái ván này thì chắc chắn là dày hơn 3 phân rồi. Thì khoảng 3 phân rưỡi. Nó dày canh bong lên như thế này cơ mà. Thì một bên là Đức Lưu Quang Nhật Tiến Vinh Hoa, bên kia là Phúc Mãn Đường Niên Tăng Phú Quý. Nhưng bình thường cái tranh này chúng tôi không có cái đôi câu đối này. Nhưng mà các bác ấy đặt là bác ấy thích cái đôi này và các cái hình đồng tiền nữa. Cho nên là ở đây đã chiều ý khách là phải làm mới cho nên mất 1 tháng. Chứ bình thường ra thì nếu loại không có câu đối thì trong cửa hàng là tôi có ngay. Và bức này là giá là 18 triệu một bức. 18 triệu là bao cả ship luôn. Báo cáo lên quý vị như vậy.